Nhận định bóng đá Olympic Việt Nam và Iran, hòa cũng không dễ. Sau khi đánh bại Olympic Mông Cổ, Olympic Việt Nam gặp thử thách khó hơn mang tên Olympic Iran. Đây là trận đấu quan trọng, có thể quyết định đến cục diện của cạnh tranh xuất đi tiếp. Ở bảng B, môn bóng đá Nam, ASEAN 19, Olympic Việt Nam đối mặt với nhiệm vụ không dễ dàng. Các học trò của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có 3 điểm ở ngày gia quân. Tuy nhiên, Olympic Việt Nam tuy thắng vẫn bị chỉ trích nặng nề từ người hâm mộ và chính vị huấn luyện viên trưởng. Đó là trận đấu mà Olympic Việt Nam chỉ đạt mục tiêu về mặt tỷ số. Các cầu thủ tổ chức tấn công và ghi bàn theo đúng bài. Tuy nhiên, thái độ chơi bóng của họ là nguyên nhân dẫn tới những điểm trừ. Các cầu thủ Olympic Việt Nam dễ chủ quan sau khi dẫn trước. Olympic Mông Cổ là đội bóng yếu nhất bảng B, nhưng họ vẫn có như cơ hội tiếp cận khung thành thủ môn Quan Văn Chuẩn. Bàn thua đến từ sai lầm sơ đẳng của hàng thủ. Olympic việt nam chỉ có thể tự trách mình và tìm cách khắc phục gấp huấn luyện viên hoàng anh tuấn sớm nhìn ra vấn đề của các học trò bên cạnh những lời chỉ trích nhắc nhở khắt khe chính nhà cầm quân này phải giúp olympic việt nam chấn chỉnh với thời gian tập trung quá ngắn huấn luyện viên hoàng anh tuấn khó lòng sửa đổi tư duy chơi bóng hay cách xử lý từng tình huống đơn lẻ cho các cầu thủ việc ông có thể làm là cùng các học trò nhìn nhận lại trận đấu trước để có những tinh chỉnh phù hợp phát huy những điểm tốt và hạn chế sai sót về lối chơi Olympic Việt Nam chơi đúng sơ đồ 343 mà huấn luyện viên Philippe Kossier áp dụng cho U23 Việt Nam và đội tuyển quốc gia. Trước đối thủ yếu tại trận đầu tiên, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng có một số thử nghiệm nhân sự nhưng chưa vận hành tốt nhất. Bên kia chiến tuyến, Olympic Iran cũng không thể hài lòng với những gì xảy ra ở lượt trận đầu tiên. Họ kiểm soát bóng ấn tượng trước Ả Rập Xê Út nhưng các tiền đạo lại rất vô duyên ở những tình huống mang tính chất quyết định. Nếu chỉn chu hơn trong khâu dứt điểm, Iran có thể đã giành được chiến thắng của ngôi đầu bảng. Thêm vào đó, hàng thủ của đại diện Tây Á thi thoảng vẫn có những pha bóng sơ suất giống như Olympic Việt Nam. Vấn đề không nằm ở trình độ các hậu vệ Olympic Iran mà là việc họ chủ quan trước các pha phản công của đối thủ. Đây có thể là điểm yếu mà chúng ta có thể khai thác.